Một chiếc bể đúc chân quỳ và chạm trổ khảm trai kiểu như thế này đã từng có thời gian là niềm mong ước của bất kỳ gia đình nào muốn có một chiếc bể cá. Tuy vậy thì ít người có thể hiểu được rằng nếu không nâng cấp hệ thống lọc của chiếc bể này lên thì chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc nuôi bất kỳ loại cá nào. Nói một cách nôm na thì nó được mỗi cái vẻ hình thức bề ngoài thôi. Như chiếc bể này thì gia chủ cũng đã nâng cấp bằng hai chiếc lọc thùng DF1003 ở phía sau, kèm theo đó là phun vật liệu lọc Matrix nên chất lượng nước rất tốt, cá khỏe và cây cũng rất là căng. Nhưng do quá chán với phong cách này rồi, cũng như là đàn cá này cũng tương đối quậy phá nên gia chủ đã quyết định nhờ bên mình đến cải tạo và setup lại chiếc bể này theo một phong cách khác đơn giản hơn. Cùng xem hết video để biết phong cách bọn mình sẽ setup chiếc bể trong ngày hôm nay nha. Việc đầu tiên là bọn mình phải chuyển nguyên vật liệu vào để làm lại chiếc bể này. Rút điện hệ thống lọc để đảm bảo hai chiếc lọc thùng này không bị e khi mà chúng mình rút nước ra. Thường thì khi vệ sinh bể hoặc là làm lại bất kỳ một chiếc bể nào có lọc thùng thì mọi người hãy nhớ việc đầu tiên là rút lọc ra nha. Và một lưu ý nữa là đừng mang lọc đi vệ sinh khi chúng ta làm lại bể, bởi vì hiện tại trong lọc đang tồn tại một hệ vi sinh rất là ổn định rồi. Chính hệ vi sinh này sẽ giúp nguồn nước của chúng ta trong vắt trở lại ngay sau khi setup chỉ sau một ngày. Đây là số lượng đá quậy bọn mình đã chuẩn bị để setup cho chiếc bể ngày hôm nay. Chắc nhìn qua chỗ đá này nhiều bạn sẽ phán đoán được phong cách mình setup chiếc bể ngày hôm nay rồi chứ. Bây giờ là công tác dọn dẹp chiếc bể cũ. Khâu này là khâu tốn nhiều thời gian nhất này mọi người. Vì những loại cây thủy sinh trong chiếc bể này còn tương đối đẹp nên là bọn mình sẽ nhấc ra một cách nhẹ nhàng nhất, để về sau khi gia chủ có ý định gắn lại thì những loại cây này vẫn đảm bảo được một độ thẩm mỹ nhất định. Đa phần trong chiếc bể này thì gia chủ chơi những loại cây tương đối là dễ sống như là bút xép và giấy. Trong quá trình tháo dỡ chiếc bể cũ thì mình cũng cắt cử một bạn nhân viên ra vệ sinh thật sạch chỗ đá cuội để đảm bảo khi setup vào trong chiếc bể những vân thớ của viên cuội nổi lên một cách rõ nhất. Tính sơ sơ chỗ đá cuội này cũng phải nặng đến cả tạ. Nghĩ mà thương cho mấy ngọn giấy, khi còn được gia chủ cưng nựng đấy chăm sóc thì cắt tỉa và gắn vào giá thể đấy từng ly từng tí một, nhưng mà đến bây giờ thì vứt vật vã dưới đáy nền, tụi cá ngậm cát phủ lên cũng mặc kệ, tự sinh tự diệt. Cũng có thể là do sai lầm trong việc thả loại cá này vào chiếc bể khiến cho những ngọn non mới mọc lên bị tụi cá này rỉa hết luôn. Dòng cá Ali này là một trong số những dòng cá tương đối dữ, tụi nó có thể rỉa hết những ngọn lá non và lùa đuổi những dòng cá khác nhỏ hơn. Được cái là rất nhiều màu sắc và sức sống tương đối khỏe, nếu không muốn nói là quá khỏe. Vì chiếc bể là có kích thước dài 2m nên là những đồ lạc ở bên trong tương đối nhiều. Giấy này thì mình phải bóc ra và vứt vào thùng xốp luôn, tránh trường hợp là để lâu quá bên ngoài nó sẽ bị khô và héo hết.
Khâu tiếp theo là bọn mình sẽ vệ sinh thật sạch bề mặt kính. Vì gia chủ cũng bỏ bê chiếc bể này khá là lâu rồi nên cặn bẩn bám ở trên thành kính tương đối nhiều. Chúng ta cứ sử dụng một lưỡi dao dọc giấy và đẩy theo cùng một chiều như thế này thì những cặn bẩn sẽ được xử lý hết ngay. Làm bước này thật kỹ sẽ giúp cho chiếc bể của chúng ta trở nên sáng bóng như mới. Hút gần cạn hết nước thì bọn mình bắt đầu quá trình bắt cá ra. Tụi cá này rất là nhanh, nếu mà để nhiều nước thì sẽ bắt rất là khó. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ chiếc bể cũ thì bây giờ bọn mình bắt đầu tiến hành setup chiếc bể mới. Vì anh gia chủ vẫn xác định chơi một số loại cây đơn giản nên bọn mình có phủ bên dưới đáy bể một lớp cốt nền. Sau đó bọn mình sẽ phủ toàn bộ là cát trắng lên. Sau khi đã phủ hết lớp cốt nền bằng cát thì bọn mình sẽ đổ thêm một chút phân nền gạch xanh lên phía trên để tăng thêm nguồn dinh dưỡng và kích thích những loại cây mà gia chủ có xác định trồng vào trong chiếc bể này. Quá trình đổ phân này thì chúng ta cũng phải xác định được khu vực chúng ta trồng cây sau này để đổ sao cho hợp lý. Như chiếc bể này thì theo yêu cầu của anh gia chủ sẽ trồng cây ở hai bên góc bể, vậy nên là bọn mình chia đều phân nền ra hai phía bên góc. Vì thấy khu vực phía hai bên góc vẫn còn khá thấp nên bọn mình sẽ lại tiếp tục phủ thêm một bao cát nữa lên phần phân nền vừa mới giải để giúp tăng chiều cao hai phía bên góc, setup bố cục nhìn sẽ tự nhiên hơn.
Ok, làm xong phần nền rồi thì bây giờ sẽ đến quá trình xếp đá. Việc xếp đá cuội này thì cũng tương đối đơn giản, chúng ta cứ lựa chọn những viên đá to làm tâm điểm, sau đó xếp những viên đá nhỏ theo xung quanh chân viên đá to đó là chúng ta đã có một bố cục tương đối là vừa mắt rồi. Khó khăn nhất là việc đưa hai viên đá to tâm điểm vào trong chiếc bể, vì chiếc bể có răng, kèm theo đó là khối lượng của hai viên đá cũng tương đối nặng, dao động tầm khoảng 30 đến 35 kg một viên. Khâu này mà không chắc tay, làm không cẩn thận thì là vỡ bể như chơi. Cứ hạ được viên đá vào bể trước đã, sau đó xoay như thế nào thì bắt đầu mình tính sau. Và đây là viên đá có khối lượng nặng nhất trong lần setup bể này. Chỉ lo là không đặt vừa cái răng thôi, chứ còn hai nhân viên nhà mình thì sức khỏe cũng tương đối tốt, nên là trong quá trình đặt viên đá vào bể mình cũng hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của hai thằng em này. May quá là viên đá vừa khít với khoảng rộng của cái răng. Bây giờ mình phải xoay và lựa chọn hướng đẹp nhất của viên đá. Sau khi đã xác định được vị trí và hướng đá đẹp nhất thì bọn mình sẽ kê cố định lại viên đá và xếp những viên đá nhỏ xung quanh. Thank you.
Nói chung là cứ xếp hết tất cả số đá mình hiện có vào trong chiếc bể thì cũng sẽ ra một cái hình như thế này. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm sạn suối để đổ xung quanh phần cuội, giúp cho bố cục của chúng ta trở nên tự nhiên hơn. Bây giờ bọn mình sẽ lựa một số loại cây mà gia chủ thích cắm lại, trong đó có bao gồm cây súng Tiger và cây tiêu thảo nâu. Đây là một hai loại cây có sức sống tương đối khỏe nên là cắm vào ngay sau khi setup cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của tụi nó. Xong xuôi thì dọn dẹp gọn gàng bãi chiến trường, trả lại không gian sạch sẽ cho gia chủ. Chúc gia chủ và gia đình sẽ có những phút giây thư giãn bên chiếc bể mới của mình. Một chiếc bể mang phong cách suối nguồn tự nhiên, cực kỳ đơn giản và dễ chăm. Rất phù hợp để nuôi những loại cá bơi đàn nhỏ hoặc là những loại cá suối ngoài tự nhiên. Trước hết là vẫn phải chạy lọc vài ngày để cho nguồn nước ổn định trở lại đã. Còn mọi người đánh giá sao về bố cục này? Cùng để lại ý kiến đánh giá cho mình trong phần bình luận nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé.